Kinh văn. Trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát đã có lòng từ mẫn, lập thệ nguyện nhiều như cát sông Hằng, quảng độ chúng sanh như thế. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến những kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa. Những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Lược giảng. Đức Phật dạy tiếp: trong nhiều kiếp lâu xa ở quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng Vương đã có lòng từ mẫn, lập thệ nguyện nhiều như cát sông Hằng, quảng độ chúng sanh như thế. Như đã nói ở trên, vị Địa Tạng Bồ Tát này có lòng từ bi rất bao la, vì thương xót khắp cả chúng sanh mà Ngài phát nguyện giáo hóa và độ thoát muôn loài. Thệ nguyện mà Ngài đã từng lập thì vô lượng vô biên, nhiều như cát sông Hằng, chứ chẳng phải chỉ có những lời được ghi chép trong kinh mà thôi đâu. Trong đời vị lai, như có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến những kẻ chẳng tin nhân quả, mọi người đều nên việc ác không làm, chỉ làm việc thiện. Thế nhưng có những chúng sanh lại việc thiện không làm, chỉ làm việc ác. Thậm chí có giảng về luật nhân quả cho họ nghe, họ cũng chẳng chịu tin. Vừa rồi tôi đến trường đại học California, University of California thuyết pháp. Sau buổi giảng thì có một chú sinh viên người Hoa chờ tôi ngoài giảng đường và hỏi: thưa thầy, chẳng hay Phật giáo có tin nhân quả chăng? Tôi đáp: có chứ. Về luật nhân quả, không những phải tin mà đúng là điều có thật. Chú tin thì cũng có luật nhân quả, mà không tin thì luật nhân quả cũng vẫn tồn tại như thường. Nếu chú không tin nhân quả thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một thí dụ hết sức đơn giản để chú tự nghiệm lấy. Thí dụ chú tát người nào đó một bạt tai thì người ấy nhất định sẽ tát lại chú một cái để trả đũa, có đúng không? Chú đánh người ta đó là nhân, còn người ta đánh chú lại tức là hậu quả của việc chú làm. Chú đánh người ta thì người ta cũng đánh chú vậy. Thế nào, chú có tin lý lẽ này không? Chú sinh viên ấy nói: như thế thì chú ta không còn gì để nói nữa. Ban đầu chú ấy có rất nhiều lý lẽ, muốn đến để tranh cãi biện luận, cho rằng không có nhân quả. Sau khi nghe tôi nói như thế, có lẽ chú ta sợ bị người khác đánh, hoặc là chẳng muốn đánh người khác hay sao thì tôi không rõ. Tuy nhiên, chú ta đã bắt đầu tin là có nhân quả. Chúng ta vốn không nên đánh đập ai cả. Do đó, nếu quý vị gây gỗ đánh đập người khác, tức là quý vị đã gieo cái nhân không tốt rồi. Bởi quý vị đánh người nên mới bị người đánh. Cho nên, việc quý vị bị người ta quay lại đánh trả chính là cái quả của quý vị vậy. Nếu quý vị không tử tế với mọi người thì mọi người cũng không tử tế với quý vị. Nếu quý vị cư xử tốt với mọi người thì mọi người cũng cư xử tốt với quý vị. Đó là luật nhân quả. Cho nên, trồng thiện nhân thì kết thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Ngoài ra, nếu quý vị kết giao toàn bạn xấu, không đàng hoàng, thì sớm muộn gì quý vị cũng bị ảnh hưởng mà trở thành người xấu. Trái lại, nếu quý vị toàn giao du với bạn tốt thì cho dù bản thân quý vị là người xấu, dần dần quý vị cũng trở thành người tốt. Cho nên mọi chuyện đều là nhân quả, quý vị chớ truy tìm ở đâu xa cho uổng công.
Đừng vội lên án người ta là không tốt với mình, mà trước hết hãy tự vấn lương tâm, xét xem mình có tốt với người ta hay không. Đối với việc gì, chúng ta cũng nên hồi quang phản chiếu, phản cầu chư kỹ, soi xét lại chính mình, chứ đừng như cái máy chụp hình, cứ mãi miết chụp hình người khác, còn bản thân mình hình thù ra sao thì lại hoàn toàn mù tịt, không hay không biết. Kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu. Chúng ta phải luôn luôn nhớ là đừng bao giờ phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu, tức là nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Thế nào là lưỡng thiệt? Thí dụ, với người này thì quý vị dùng bộ mặt này, với người khác thì quý vị lại dở bộ mặt khác. Như gặp giáp thì nói xấu ức, gặp ức thì chê bai giáp. Như thế là quý vị phạm tội lưỡng thiệt, ác khẩu. Hoặc là quý vị gièm pha, dùng lời nói để gây hiềm khích, chia rẽ nội bộ, phá hoại sự đoàn kết của một tập thể nào đó, đến nỗi tổ chức ấy phải tan rã. Đó cũng là phạm tội lưỡng thiệt ác khẩu vậy. Về tội lưỡng thiệt ác khẩu thì nghiêm trọng nhất là việc phá hòa hợp tăng. Thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Người cư sĩ tại gia thì không được rao nói lỗi của người xuất gia. Những vị tỳ kheo và sa di đã thọ giới sa di hoặc giới bồ tát, bởi quý vị học Phật pháp là học từ những người xuất gia, từ các vị tỳ kheo và sa di này. Cho nên quý vị không được học Phật pháp rồi sau đó lại đi phá hoại Phật pháp, gây sự xích mích trong đoàn thể tăng già. Nếu quý vị dùng lời nói làm cho tăng già trở nên bất hòa, tức là quý vị đã phá hòa hợp tăng và mắc lỗi lưỡng thiệt ác khẩu đó. Trong Phật giáo, phá hòa hợp tăng là một trong năm tội nghịch nghiêm trọng nhất, gọi là ngũ nghịch tội. Và đó là: thứ nhất, giết cha mình, còn gọi là thí phụ. Thứ hai, giết mẹ mình, thí mẫu. Thứ ba, giết bậc đã chứng quả A-la-hán, thí A-la-hán. Thứ tư, làm mất sự hòa hợp giữa chư tăng với nhau, phá hòa hợp tăng. Ví dụ, với vị sư này thì quý vị kể lể những khuyết điểm sai sót của vị sư kia, rằng vị ấy có lỗi với vị này như thế nào. Còn với vị sư kia thì quý vị lại mách những nhược điểm thiếu sót của vị sư này, rằng vị này có lỗi với vị kia như thế nào, đố kỵ chướng ngại ra sao, khiến cho những người xuất gia không còn sự hòa thuận. Chư tăng không thể nào cùng ở chung với nhau được nữa, và rốt cuộc là tăng đoàn bị chia rẽ phân tán. Như thế là quý vị đã phá hòa hợp tăng vậy. Thứ năm, làm thân Phật chảy máu, xuất Phật thân huyết. Đây là tội nghịch thứ năm. Hiện tại Đức Phật không còn tại thế, nhưng nếu quý vị thiêu đốt tranh ảnh có hình Phật hoặc phá hủy tượng Phật thì cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Trên đây là nói tổng quát về những tội bao hàm trong tội lưỡng thiệt ác khẩu. Mỗi người trong chúng ta đều phải đặc biệt chú ý, chớ bao giờ phạm những tội ấy, bằng không quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không đời nào thoát ra được. Kẻ hủy bán đại thừa. Có nhiều người cho rằng không có đại thừa mà chỉ có văn tự Pali. Hôm qua có một kẻ ngông cuồng đã cật vấn: kinh điển của các người là dịch ra từ tiếng Pali chứ gì? Anh ta ngay cả chữ Pali là như thế nào còn không biết, mà lại hỏi có phải dịch ra từ tiếng Pali hay không. Đó chẳng qua là anh ta muốn tỏ ra ta đây cũng là người hiểu biết thông thạo. Hạng người như thế thật rất đáng thương. Những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Những chúng sanh tạo ác nghiệp như thế nhất định sẽ bị đọa vào ba đường dữ. Thật là nguy hiểm biết bao.
Kinh văn. Nếu gặp được hàng thiền tri thức khuyên bảo, khiến trong chừng khẽ móng tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tam ác đạo. Nếu có người chí tâm quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa y phục các thứ trân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian, thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường là bậc đế vương, lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Này Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại quay thần lực, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế, các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Lược giảng, nếu gặp được hàng thiện tri thức, chữ nếu này thuộc loại bất định từ, do đó nếu gặp có nghĩa là có thể gặp được, mà cũng có thể là không gặp được. Bây giờ Đức Phật đặt giả thiết là các chúng sanh tạo ác nghiệp đó gặp được bậc thiền tri thức. Thế nào gọi là thiền tri thức? Tri là nghe danh, văn danh; thức là thấy mặt, kiến diện. Nghe danh tức là nghe thấy, biết đến tên tuổi, tiếng tâm; thấy mặt tức là biết rõ mặt mày, hình tướng. Vậy tri thức có nghĩa là nhận thức, hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận. Về chữ thiền, thông thường thì được xem là đồng nghĩa với chữ hảo, tốt. Nhưng ở đây thì được dùng theo nghĩa của chữ năng, khả năng. Bậc thiền tri thức là người có khả năng nhận thức. Nhận thức điều gì? Họ có thể nhận thức được những khổ não trong tam giới, biết rõ rằng tam giới không an lành như ngôi nhà lửa. Có ba hạng thiền tri thức như sau. Một, ngoại hộ thiền tri thức. Đây là những vị thiền tri thức từ ngoài đến để hộ pháp, tự nguyện giúp đỡ người xuất gia xử lý công việc trong chùa. Họ tận tụy hộ trì tam bảo, hộ trì thường trụ và quán hỷ cúng dường mọi vật phẩm mà thường trụ cần đến. Nói tóm lại, ngoại hộ thiền tri thức là những người ở ngoài nhưng tự nguyện đến chùa để hộ trì người tu đạo. 2. Đồng hành thiền tri thức. Thế nào gọi là đồng hành? Đó là cùng nhau tu hành. Hàng thiền tri thức này thường cùng nhau tu tập và động viên khuyến khích lẫn nhau. Khuyến khích lẫn nhau bằng cách nào? Bằng cách đã đồng tham, đến bàn cùng tu, nghĩa là chúng ta cùng tu tập với nhau, thì quý vị giúp tôi, chỉ cho tôi rõ những lỗi lầm của tôi, và tôi giúp quý vị, chỉ cho quý vị rõ những sai sót của chính quý vị. Bởi con người từng có khuynh hướng không tự thấy được cái sai của chính mình, nếu nhờ người khác tìm giúp thì dễ dàng hơn. Theo thói thường thì người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng. Ở cương vị của người trong cuộc, lắm lúc chúng ta bối rối không thấy được mình đúng hay sai, trong khi đó người ngoài cuộc thì do đứng ngoài không dính líu đến sự việc nên cái nhìn có vẻ sáng suốt hơn. Vì vậy mọi người thường có thể cùng nhau thấy rõ khuyết điểm của nhau hơn. Quý vị thấy rõ được cái sai của tôi cũng thấy rõ được cái sai của quý vị. Tuy nhiên, đã đồng tham có nghĩa là quý vị nêu ra những sai sót của tôi để tôi biết mà sửa đổi. Tôi kể lại những sai phạm của quý vị để quý vị rõ mà sửa mình, chứ không phải là quý vị phát hiện cái sai của tôi thì tôi liền đùng đùng nổi giận. Còn tôi khám phá ra tội lỗi của quý vị thì quý vị đã gây gỗ lôi thôi. Chúng ta chẳng những không được nóng nảy giận dữ mà còn phải bình tâm tĩnh trí nghiên cứu lỗi lầm của nhau để bổ khuyết cho nhau nữa. Đó gọi là cùng nhau trao dồi rèn luyện, khích lệ, sách tấn lẫn nhau, giúp nhau tinh tấn tu tập. Trong Ngũ Kinh, sách đại học có câu: như gọt, như dũa, như trao, như chuốt. Như người thợ ngọc tỉ mỉ dùng dao đẽo gọt từng chút một, sau đó phải dùng dũa để mài đi chuốt lại thật công phu, nên từ miếng ngọc thô sơ mới trở thành một món trang sức bằng ngọc xinh đẹp, quý giá. Hai người bạn cùng nhau đã đồng tham, có nghĩa lý cũng tương tự như thế. Chúng ta phải cùng nhau trao dồi mài dũa. Bạn tìm khuyết điểm của tôi tìm khuyết điểm của bạn, để rồi cùng giúp nhau sửa lỗi. Người thật sự muốn tu hành nhất định phải nuôi dưỡng một tinh thần như thế. Đó là nói về bậc đồng hành thiền tri thức. 3. Giáo thọ thiền tri thức. Những người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá và hoằng dương Phật giáo, giáo hóa chúng sanh
được gọi là bậc giáo thọ thiền tri thức. Khuyên Bảo khiến trong Trừng Khải Bóng Tay liền quy y Địa Tạng Bồ Tát. Một khải bóng tay là một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, còn một chớp mắt thì sao? Mắt nhấp nháy một cái thì gọi là một nháy mắt hoặc một chớp mắt. Cứ một nháy mắt là 20 niệm và 20 nháy mắt là một sát na. Trong kinh Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã có nói rằng, cứ trong một sát na thì có 900 lần sanh diệt. Có nghĩa là trong khoảng thời gian là một sát na thì cái niệm suy nghĩ của chúng ta trải qua 900 lần sanh diệt. Một khải móng tay thì lâu bằng 64 sát na. Tuy nhiên trong Chừng Khải Móng Tay ở đây chỉ gợi ý là khoảng thời gian rất ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Câu Khuyên Bảo khiến trong Chừng Khải Móng Tay có hai cách giải thích. Một là chúng sanh đó tin tưởng và quy y với Địa Tạng Bồ Tát được một khoảnh khắc ngắn ngủi Chừng Khải Móng Tay thì liền thăng thiên hưởng sự an lạc vĩnh viễn. Hai là nhờ được sự khuyên bảo của bậc thiền tri thức nên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Chừng Khải Móng Tay, chúng sanh đó liền mau mắn sanh tín tâm quy y Địa Tạng Bồ Tát. Quy y Địa Tạng Bồ Tát tức là cung kính đem cả thân tâm tánh mạng của mình giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát và xem ngài Địa Tạng Bồ Tát như một người cha từ bi của mình, còn mình thì như con cái của ngài. Như vậy, giả sử những chúng sanh quen làm điều ác, chẳng tin nhân quả, lại còn tà dâm vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, quỷ bán đại thừa, chịu dâng theo lời khuyên của bậc thiền tri thức mà quy y với Địa Tạng Bồ Tát, thì những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi khổ báo của tam ác đạo. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi Chừng Khải Móng Tay, bao nhiêu khổ báo ở ba đường ác trong thời gian dài đến vô lượng vô biên của những chúng sanh đó đều tiêu tan hết. Lại nữa, nếu có người chí tâm quy kính, chuyên nhất kỳ tâm, chí thành quy kính và chiêm lễ tán thán, ngắm nhìn đảnh lễ, tấm tắc ngợi khen, cùng dùng hương hoa y phục, các thứ trân bảo, báu vật quý giá hoặc đồ ăn thức uống mà cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, những chúng sanh đó thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu. Người xuất gia có lệ là trước khi thọ thực đều phải thường cúng, tức là dâng cúng thức ăn cho chư Phật trước. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương. Sau khi hưởng hết phước trời của mình, những chúng sanh đó sẽ sanh xuống cõi người trở lại và thường được làm hoàng đế trong cả trăm ngàn vạn kiếp. Lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Hơn thế nữa, họ vẫn nhớ được những sự việc trong các đời trước của mình và biết rành rẽ cội ngành nhân quả trả dây. Này Định Tự Tại Dương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị, đại qua thần lực, đại qua đức không thể nghĩ bàn, đại thần thông không thể nghĩ bàn, lợi ích trọng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông, những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Tất cả các ông đều nên phát tâm truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng này. Hiện nay chúng ta được nghe đến tên kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng đều là nhờ chư Bồ Tát dùng quái lực mà truyền bá rộng khắp. Nếu không nhờ chư Bồ Tát âm thầm tuyên truyền lưu bố, chúng ta chưa chắc đã gặp được pháp bảo thầm thâm di diệu như thế này. Kinh văn: Ngài Định Tự Tại Dương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chớ lo nghĩ, ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương quai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Tại Dương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng: Ngài Định Tự Tại Dương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài chớ lo nghĩ. Xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ về vấn đề này. Ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nương quai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề. Chúng con sẽ đi khắp cõi Nam Diêm Phù Đề và tuyên thuyết truyền bá rộng rãi bộ kinh này để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Tại Dương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Ngài cũng cung kính kính cúi đầu đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra ngồi sang một bên. Ha ha ha.
文三摩地娑诃。